Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là khoảng thời gian thiêng liêng đối với các gia đình Việt. Không chỉ mỗi thành viên được trở về nhà quây quần, sum họp sau một năm học tập, lao động vất vả, Tết cũng là dịp để con cháu thể hiện sự tri ân ông bà tổ tiên, nhớ ơn cội nguồn, giữ gìn và phát huy những phong tục đẹp trà truyền con nối. Ngày nay, cuộc sống hiện đại khiến mọi người tất bật vội vã hơn. Song chúng ta vẫn có nhiều cách để con trẻ cảm nhận được giá trị của Tết cổ truyền và thêm yêu Tết Việt. Là người yêu Tết và yêu trẻ, trước đây mỗi lần gói bánh chưng, bà Nhàn ở phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên đều gọi các cháu nội, cháu ngoại của mình tới để hướng dẫn cách gói bánh chưng. Thấy nhiều cháu nhỏ, nhà hàng xóm cũng háo hức, năm nay bà Nhàn mở luôn lớp học miễn phí, dạy trẻ cách gói bánh chưng từ khâu chuẩn bị, các nguyên liệu làm bánh và cách luộc sao cho bánh ngon, dền và đẹp. Nhà cháu không có ai gọi là biết gói bánh chưng cả. Mà bà lại mở một lớp miễn phí như này, bà đã tốn cả thời gian lẫn cả công sức của mình để giúp cho bọn cháu biết gói bánh chưng thì cháu thấy rất là vui và rất là cảm động. Lúc trước cháu không có nhiều cảm xúc về Tết, kiểu là đi học là được nghỉ ở nhà chơi. Bây giờ nếu mà được trải nghiệm này thì có nhiều cảm xúc hơn và có nhiều ấn tượng hơn về phong tục gói bánh chưng của ngày Tết. Làm là một phần nhưng cũng muốn truyền đạt là cho các cháu để cho nó biết được cái phong tục rồi cái cách làm. Các cháu nó đến đây nó học nó cũng phấn khởi, cũng thích, cũng ham mê. Thế cho nên là người học cũng ham mê mà người hướng dẫn thì cũng nhiệt tình nên là cũng phấn khởi. Để dạy trẻ thêm yêu Tết Việt, những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ngày càng có nhiều địa điểm trưng bày không gian văn hóa Tết Việt như Bảo tàng tỉnh, Chùa Hoàng Xá, các trường học cũng chú trọng tổ chức hoạt động trải nghiệm gắn với trò chơi dân gian, phong tục ngày Tết. Tại lễ hội xuân của trường Mầm non Hoa Sứ, nhiều hoạt động ý nghĩa mang màu sắc truyền thống được tái hiện để dạy cho trẻ những bài học về cội nguồn, như tục gói bánh chưng, các trò chơi dân gian ngày Tết, vẽ tranh, tặng thiệp chúc Tết. Khi con tham gia lễ hội này, con được trải nghiệm rất nhiều các hoạt động như là gói bánh chưng, biểu diễn văn nghệ, kéo co, con cảm thấy rất vui. Cuộc sống hiện đại thì là cái không gian của cái Tết cổ truyền ấy, nó dần một mai một. Thì đây cũng là một cái dịp mà để các cháu cũng thể là sẽ trải nghiệm cái Tết truyền thống một cách đầy ý nghĩa. Đây không chỉ là một hoạt động trải nghiệm mà còn là một tiết học để giúp các con hiểu thêm về văn hóa truyền thống, lịch sử của dân tộc ta. Các con còn được tham gia tiệc trà, tham gia các tiết tạo hình, ví dụ như là làm thiệp hoa này, viết các ước mơ của mình lên trên thiệp để gửi gắm những cái thông điệp tốt đẹp nhất đến năm 2024. Giúp con trẻ có cơ hội được tự làm, tự trải nghiệm, tự cảm nhận chính là cách hiệu quả nhất để các em thêm hiểu biết, trân trọng, yêu quý văn hóa truyền thống của dân tộc. Tết Giáp Thìn 2024 đang đến, khắp nơi nơi đã rộn ràng sắc xuân và trong ánh mắt của con trẻ, ngày Tết sẽ càng trở nên ý nghĩa khi người lớn biết gửi trao.